ôm, ông chủ cưỡi lừa và dắt chó đi chơi quanh vùng. Đến một bóng cây dâm mát, ông chủ xuống lừa và ngủ ngon lành. Lừa chạy ra đồng cỏ mơn mởn ven đường gặm cỏ. Chó đói bụng mà chưa biết làm sao lấy được đồ ăn vẫn ở trên lưng lừa. Nó cố đợi chủ thức dậy. Nhưng một lúc sau, bụng nó réo lên cồn cào mà ông chủ vẫn ngáy khò khò chó chạy lại bên lừa và nói anh lừa ơi anh làm ơn hạ thấp người xuống để tôi lấy đồ ăn tôi đói quá rồi lừa giả điếc lặng thinh tiếp tục gặm cỏ chó lại van nài lừa lúc này lừa mới ngẩng đầu lên đáp chắc ông chủ sắp dậy rồi anh cố đợi thêm một chút thì có sao đâu không thuyết phục được lừa chó nằm luôn xuống bãi cỏ nhắm mắt đợi chủ thức dậy bỗng từ xa có một con sói xuất hiện sói nhỏ dãi tiến lại gần lừa lừa sợ hãi bảo chó anh chó ơi hãy gọi ông chủ giúp tôi với kẻo tôi bị sói ăn thịt mất Wow, wow, ông chủ ơi, có sói. Wow, wow. Chó lập tức sủa. Ông chủ nghe thấy tiếng chó sủa thì choang dậy, cầm gậy đuổi sói. Sói hoảng hốt chạy biến. Lừa xấu hổ vì đã cư xử không tốt với chó, nên lầm lũi tiến lại gần ông chủ, hất hàm chỉ vào cái bào ở trên lưng nó chó mừng rỡ nhảy lên ông chủ hiểu ý lấy đồ ăn ra rồi họ cùng thưởng thức bữa trưa muộn kể từ đó lừa và chó trở thành đôi bạn thân thiết luôn hỗ trợ nhau trên các cuộc hành trình cùng chủ ông chủ cũng làm ăn xuân sẻ khấm khá và quan tâm chăm sóc chúng tốt hơn